Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh suy yếu nên trong ngày hôm nay, thời tiết Bắc Bộ tiếp tục ấm dần lên. Theo cơ quan khí tượng, kiểu thời tiết này sẽ còn duy trì ở miền Bắc trong tuần tới, thuận lợi cho người dân đi lại giao thông. Sáng sớm hôm nay, miền Bắc vẫn xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ. Tuy nhiên, đến trưa và chiều, nền nhiệt đã đồng loạt tăng trở lại. Nhiệt độ phổ biến từ 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Sang tuần sau, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và thời tiết toàn vùng sẽ ấm dần lên. Trời có nắng và không còn cảm giác khô hanh. Tại đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 26 độ C. Ban đêm không còn cảm giác rét buốt như những ngày trước đó. Các hoạt động ngoài trời hay việc đi lại, giao thông của người dân hết sức thuận lợi. Tuy nhiên, kiểu khí hậu này có thể khiến sức khỏe của người già và trẻ nhỏ bị ảnh hưởng, nhất là các căn bệnh về đường hô hấp. Cơ quan khí tượng cũng cho biết cuối tháng 12 năm 2019 và đầu tháng 1 năm 2020 có thể xuất hiện đợt không khí lạnh tăng cường với tần suất tăng dày hơn so với trước từ 3 đến 5 ngày một đợt. Các khu vực có thể ở trong trạng thái rét buốt kèm theo mưa, nhất là vùng núi cao vẫn có thể xuất hiện sương muối hay băng giá khi nhiệt độ xuống thấp.